Hello, chào các bạn. Đây là con camera hành động của DJI các bạn ơi, mới ra mắt Osmo Action 4. Đây là bản Adventure Combo nha. Adventure Combo tức là có 3 pin và có gậy rồi đó. Quá đã luôn. Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Vâng, mới cắt tóc các bạn ơi. Vâng, video ngày hôm nay tôi sẽ unbox, mở hộp cho các bạn xem một cái camera hành động của hãng DJI. Vâng, mới ra vào đầu tháng 8. Mới ra tối hôm qua các bạn ơi. Tên đầy đủ của nó là Osmo Action 4. Action 4. Vâng, đây là một cái camera hành động. Nó giống như là camera hành động truyền thống GoPro các bạn. Đó, nhưng mà đây là của Action, của DJI Action. Action 4 thì có nghĩa là các bạn biết nó sẽ có Action 1, Action 2, Action 3 và bây giờ là tháng 8 năm 2023 là Action 4. Action 4 này. Thì mình nhìn cái mẫu mã bên ngoài này thì nó rất là truyền thống. Truyền thống từ cái hồi Action 1 tới giờ, tức là cách đây 4 năm các bạn. Chỉ có cái model là Action 2 á, là nó phá cách. Nó phá cách kiểu mới thôi. Đó. Rồi sau đó Action 3 nó trở lại như cũ. Và bây giờ 4 từ tự. Ok, mình mở hộp các bạn. Vâng, rất là thú vị. Đây là cái bản Adventure. Adventure Combo ha. Tức là đây là cái bản combo đầy đủ á. Nó có nhiều phụ kiện vào trong đó. Nó khác với cái bản lẻ nha. Bản lẻ thì cái hộp nó bé hơn. Nó bé một nửa thôi. Đây, đây. Vâng, đây là phiếu bảo hành. Rồi, mình xem các bản combo có cái gì nha. Wow. Vâng, đầu tiên là một cái gậy selfie các bạn ơi. Đó, đây. Đầu này là chuẩn GoPro. Ồ, sao cái này nó lỏng lỏng này. Kéo ra coi, nó dài bao nhiêu. À, cái này là cái tem. Cái tem chống chày thôi các bạn. Đó, tem chống chày. Nó sợ chày cái chữ DJI Action này. Đó, mình kéo ra. Wow, khá dài các bạn ơi. Khá dài á. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai. Vâng, cây gậy này dài đến 1m4 á. 1m4 nha. Đó, các bạn mua cái bản Adventure thì nó mới có phụ kiện nha. Bên trong này mình có hai cái hộp nha. Bên trong mình sẽ có hai cái hộp các bạn. Một cái nó ghi là accessory, là phụ kiện. Và một cái là con Action 4 ở trong này. Đó, mình mở trước cái con Action này coi. Háo hức hồi hộp lắm rồi. Một gói kỹ quá. Này. Đây. Wow. Đó. Đó. Ngược rồi. Đây. Đó, có chữ Action 4 đây. Bóc tem này. Đó, bóc tem. Bên hông là khe pin và thẻ nhớ. Đó, còn bên đây là vẫn như cũ ạ. Cổng sạc Type-C. Đó, đằng sau là màn hình. Vâng, cái ốp bên ngoài này này, nó chỉ có một chức năng duy nhất là nó phát sinh ra cho mình thêm hai cái ngàm này. Đó, để mình hít vào đây thôi các bạn. Đó, hít vào đây để mình quay máy đứng này. Đó, nếu mà các bạn không có nhu cầu có máy đứng á thì cái ốp này nó không có tác dụng gì cả. Nó không ý nghĩa gì cả. Chỉ để mỗi cái việc này thôi. Đó, mỗi cái việc là quay máy đứng ha. Đó, còn bản thân cái máy này á thì bên dưới đây là nó đã có cái chuẩn ngàm rồi. Đây.
đó, phải đúng hướng nam châm đó, chuẩn ngàm hít ở đây rồi, nó lòi ra cái gô rồ đây, rồi mình lắp cái gậy vào đây, rồi một vài cái phụ kiện linh tinh, cái này dán nón ha. Rồi bây giờ tới cái hộp thứ hai này, cái hộp thứ hai accessory này mới là cái quan trọng này, đáng giá của cái bản combo các bạn, bản adventure, nó gọi là bản adventure. Đây cáp hai đầu tai xi, các bạn đừng có coi thường cáp nha, đúng chuẩn của nó sẽ sạc nhanh hơn, còn nếu mình lấy những cáp khác ấy, có thể nó rất là chậm. Vâng, bản adventure thì mình lại có thêm một cái kẹp thứ hai đây đó, một cái móc thứ hai này đó, hai cái thì dùng nó phê hơn đó. Một cái trên ngực, một cái gắn trên xe. Vâng, đây có một cái nắp bảo vệ len, còn cái này là cái gì các bạn, tôi không nhìn thấy rõ, xanh xanh này không biết là cái gì. Vâng, đây bản adventure thì tôi nghĩ rằng là người ta ám chỉ để dành cho những người đi full lưu mạo hiểm á, cho nên là đi dài ngày thì pin sẽ cần nhiều và quay nhiều, thì đây chính là cái hộp pin đây này, mở lên này. Đó, đèn sáng luôn này, một cái hộp, một cái đốc có chứa ba cục pin ở trong này, ba cục pin trong này đó, và bên hông này có cái cục tai xi để mình sạc một cái là nó sạc vào ba pin luôn. Còn sạc tuần tự hay là sạc luân phiên thì tôi cũng không nhớ rõ các bạn ơi, tại vì cái đợt trước mình toàn là khui những cái bản lẻ không à, chứ không bản combo, cho nên không có xài thử. Tôi hy vọng rằng là chắc nó cũng sạc tuần tự thôi đó. Mỗi cái này là một cục pin để gắn vào máy đó, để mình lấy ra hết coi. Ồ, tôi nghĩ là cái này nó chỉ là cái đốc thôi, nó không có pin trong này đâu nha, nó không có pin ở trong này. Nếu mà trong này nó có pin thì nó sẽ rất là to và nặng. Đây chỉ là cái đốc sạc thôi. Đó, các bạn mà đi chơi muốn quay suốt ngày thì ba pin theo hãng công bố á, thì một cục pin này có thể quay được tới 160 phút, 160 phút nha, tức là khoảng 2 tiếng rưỡi á. Đó, mình lắp vào máy thử coi. 2 tiếng rưỡi, quá khủng khiếp. GoPro chỉ được 1 tiếng rưỡi. Rồi mình nhấn mở máy, nút mở máy bên hông. Đó, đang lên rồi này. Vâng, cái hộp phụ kiện này thì hết rồi các bạn ơi, chỉ còn lại là sách vở và hướng dẫn thôi. Rồi mình ngạc ti luôn nha. Hai màn hình đã quá, hai màn hình luôn này. Màn hình trước này cũng là màn hình cảm ứng luôn nha. Rồi, ưu tiên cho các bạn xem cái màn hình lớn này cho nó đã này. Tôi điều khiển màn hình này, English, chọn tiếng Anh. Cái gì đây? Quét mã. À, chưa gắn thẻ nhớ. Vâng, những cái thường lúc mới mở lên thì nó có những cái hướng dẫn đấy. À, chưa có cạc, chưa có thẻ nhớ. Vâng, cái nút này hôm nay tôi có cảm giác nó cứng á, nó khá là cứng. Nếu như mà mình đeo ở trước ngực này mà mình bấm thì hơi nặng tay nha, tức là một tay phải chịu ở bên dưới, một tay bên trên này bóp nó thì mới được, chứ còn nếu mà bấm bình thường như này là nó quẹo máy luôn á, không bấm được. Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh chi tiết em nói cho các bạn xem. Đó, cận cảnh chi tiết và những cái menu bên trong này. Nghe nói con này được trang bị cái cảm biến lớn hơn con Action 3, tức là con này được trang bị cảm biến 1/1.3 inch. Đó, cảm biến lớn nha, của cách mạng. Từ 3 lên 4 là cảm biến lớn. Và nghe đồn là cái cảm biến này nó lớn hơn cả cảm biến của GoPro. Thì không biết có thật không, tại vì GoPro thì họ không có công bố thông số kỹ thuật, vào trang ghép của GoPro không có thông số nha. Đó, thằng GoPro nó là như thế, nó không có thông số để mình biết được cái cảm biến hình ảnh của nó là bao nhiêu. Ồ, đẹp quá, nhìn cái màn hình trước thôi là thấy sướng rồi các bạn ơi. Đã quá, màn hình trước đẹp lắm. Ok, mời các bạn xem chi tiết nha. Tôi quay cận cảnh cho các bạn xem. Vâng, đây là bản Adventure các bạn.
Đó, nó mới có đóc pin rồi ha. Vâng, vừa mới mở hộp xong, ngồi trong quán cà phê, cái góc này nó hơi tối quá. Đó, tôi cua đại một vòng, ngứa tay quá. Nhìn trên cái màn hình nó đẹp quá, ngứa tay quá, nên cây quay đại một đoạn các bạn. Đó, các bạn thấy chất lượng màu sắc và ánh sáng của nó như thế nào. Vâng, lúc này trời sắp tối rồi nha. Đó, trời nó xỉn rồi. Ok, đang test action 4 các bạn ơi. Màn hình này chỉnh nó vô 16:9 chỗ nào quên mất rồi. Đang để vuông. Đang để vuông cho nên nó chỉ cắt luôn hai bên. Mình nói chuyện không ta? Ủa cái chân để đứng luôn hay vậy? Chỉnh được sáng. Máy nó cân đều mà. Ok, bật đèn sáng lên rồi các bạn ơi. Hello Thái. Hôm nay đi Đà Lạt nữa không? Rồi. Đó, bây giờ đèn sáng sáng mặt sáng mũi rồi này. Hấp bổng. Rộng quá, góc rộng quá. Nghiêng về mà còn thấy cái mặt mình luôn này. Đẹp quá, mà mình trước đẹp quá. Con này bơ ok phết đó. Bơ này ngon. Nhìn màn hình trước cái đẹp không? Sắc nét ngất ngây gà tây liền. 90% pin kìa nhá. Hai cục pin khác, hai cục khác. Alo, hello, chào các bạn. Tôi đang quay bằng cái camera Action 4 của DJI và có sử dụng cái micro rời. Vâng, đang sử dụng cái micro có dây, micro định hướng nha. Đó, đang sử dụng micro định hướng và phía trước là có mở nhạc. Có mở nhạc rất là lớn luôn. Đó, thì mình dùng cái micro định hướng này để mình thu âm. Vâng, tôi đang xài cái micro định hướng có bông lọc gió này các bạn. Micro định hướng có bông lực gió. Thì các bạn thấy phía xa có nhạc. Thì cái mic này nó có xử lý được cái nhạc này không? Quá đã luôn, micro định hướng có dây. Đây là cái đèn của đốc sạc. Màu đỏ là nằm trong khoảng từ 0 tới 30%. Màu cam là từ 30 đến 60%. Và màu xanh là nằm trong khoảng từ 60 tới 100%. Tức là nó nằm trong khoảng 60 đến 100 chứ không phải đầy nhé. Khi các bạn sạc đầy ấy, thì đèn nó sẽ tắt. Đó, mỗi một cái màu là nó biểu trưng cho 30% pin. Tùy từng đất một. Vâng, mời các bạn xem cái hộp đựng pin. Đó, bên trên đây mình có chữ DJI này. Mở nắp lên. Đó. Đèn màu xanh lá cây là báo đang đầy pin full. Ba cục pin bên trong các bạn ha. Đó, bên dưới đây là thông số kỹ thuật. Đó, sau lưng. Bên hông thì mình có cổng Type-C để sạc đây. Nếu các bạn mua cái bản Adventure Combo á, thì mới có cái dock và ba pin đi kèm này nha. Đó, còn bản lẻ là không có. Vâng, đây là thông số cục pin. Lithium Ion Polymer. Đó, dung lượng là 1770mAh. Vâng, rất lớn các bạn. Cục pin này nghe nói là giá rất là cao nha. Rất là đắt đấy. Đó, thời lượng quay là được tới 160 phút. Tương đương với lại 2 tiếng rưỡi. Đó, và có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết là âm 20 độ C. Quá kinh khủng. Ok, mời các bạn xem cận cảnh con Action 4. Vâng, đây có logo Action 4 màu đỏ nha. Đó, một cái màn hình cảm ứng phía trước. Đó, và cái len. Bên hông đây mình có nút tắt mở nguồn và nút chuyển đổi chế độ quick shot. Ở đây là mình có cổng sạc Type-C này. Đó, để sạc hoặc là cấp nguồn cho máy quay liên tục
mà không cần phải dùng pin. À, sau lưng là một cái màn hình cảm ứng. À, tỷ lệ 16:9. Bên phải là khe chứa pin và thẻ nhớ. Đó, khe chứa pin và thẻ nhớ. Ok, mình lắp pin vào. Bên trên đây mình có nút chụp ảnh quay phim và một cái loa. Vâng, cái nút này khá cứng các bạn ha. Bấm khá cứng nha. Vâng, điểm nổi bật của những cái dòng Action là cái ngàm kết nối này đây. Thay vì như GoPro thì các bạn phải vặn con ốc này rất là lâu và dài dòng thì mới lấy được ra. Thì Action đó, mình chỉ việc bóp hai cái nút hai bên này và dở ra. Có năm châm chứ các bạn, nên các bạn cẩn thận, có thể nó sẽ bị mình giật mạnh là có khả năng nó bị văng ra ngoài ấy. Tôi đang đứng trên sân thượng. Đó. Một cái thiết kế bằng kim loại, hai cái móc ngàm kim loại rất là cứng. Đó, ở đây Action 4 bổ sung thêm cái cao su này. Đó, để nó hít chặt hơn. Nó chêm vào. Đó, đây là có nam châm hít. À, các bạn nhớ đưa cái chữ Action này lên phía trước nha, mới đúng chiều nam châm. Đó, hai cái ngàm này. Ngàm bằng kim loại, cho nên là rất là bền bỉ. Vâng, phía trước mình có màn hình cảm ứng đây. Vâng, đây là cái ốp. Đó, ốp này vừa có tính bảo vệ, vừa là để tăng cường thêm. Đó, một cái ngàm ở bên hông. Đây. Cái này để dùng cho các bạn quay khung hình đứng ấy. Đó, nếu mà mình thích quay khung hình đứng, đó, thì mình sẽ sử dụng như thế này. Lắp máy vào. Đó, và kẹp nó lại và sử dụng khung hình đứng. Mời các bạn cùng ngắm nhìn dung nhan của em Action 4. Wow. Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ. Vâng, đây là con camera hành động của hãng DJI. Con Action 4 các bạn ơi. Action 4 mới ra mắt vào đầu tháng 8. Đó, và sáng nay tôi sẽ quay test vài đoạn cho bạn xem. Đó, tôi dùng một cái kẹp và kẹp lên cổ áo như vậy, rất là đơn giản thôi. Đó. Rồi mình sẽ chạy xe. Đó, tôi sẽ chạy xe và quay cho bạn xem một số đoạn nha. Vâng, những hình ảnh các bạn đang xem là của con camera hành động mới ra của hãng DJI. Tên của nó là Osmo Action 4. Vâng, Action 4 mới ra vào đầu tháng 8 năm 2023. Vâng, sáng nay tôi đi làm và tôi test nhanh cái chất lượng video 4K 30fps cho các bạn xem. Vâng, một hình ảnh ngược sáng rất là hoành tráng. Và điều đặc biệt là âm thanh các bạn đang nghe là âm thanh tôi đang thu trực tiếp từ máy luôn, không có sử dụng micro. Vâng, âm thanh không có sử dụng micro. Đó, mình đang đeo ở trước ngực áo và đường thì rất là đông, đường xe đang chạy rất là ồn ào và rất là đông, thì các bạn thấy chất lượng âm thanh khi mà mình thu trực tiếp ở trên máy như thế này thì có thể dùng làm vlog được hay không? Vâng, tôi đeo trên cực áo rất là sơ sài, mình chỉ kẹp sơ lên cổ áo thôi. Đó, đi qua những cái nắp cống hoặc là những làn giảm tốc ấy, thì rất có khả năng là nó sẽ bị rung lắc. Vâng, các bạn thấy Action 4 này được trang bị một cái cảm biến mới, một cái cảm biến hình ảnh lớn, nó kích thước lên đến
phần 1.3 inch. Vâng, rất lớn các bạn, lớn hơn Action 3 và thậm chí lớn hơn cả GoPro. Vâng, sáng nay nắng rất là đẹp, trời thì trong. Đó, các bạn thấy lúc mà đi vào vùng tối rồi xuất hiện ra vùng sáng thì nó có thay đổi đột ngột hay không, có bị cắt hay không? Vâng, theo kinh nghiệm của tôi thì từ đời Action 1, 2, 3 và bây giờ là 4 thì âm thanh của nó thu được khá là tốt. Tức là âm thanh với cái lời thoại của mình ấy, nó thu là 10, thang điểm là 10, cái thu là 10 thì âm thanh môi trường là khoảng là 8 đúng không ạ? 7, đó 70. Còn GoPro thì nó dở hơn. GoPro mình thu âm ấy, thì âm thanh môi trường nó lên đến 8 và cái lời thoại của mình là 9. Cho nên là giữa 8 và 9 ấy, nó hơi bị lẫn vào nhau, nó hơi gần nhau, cho nên là nghe cái tiếng thì hơi nhỏ và âm thanh môi trường thì lại là lớn. Còn con này nó tốt hơn, nó độ chênh lệch của nó là 80, tiếng lời nói của mình lớn hơn, âm thanh nó dịu nhỏ hơn, cho nên là rất là ok luôn. Khi mà mình không sử dụng micro thì tôi thấy con Action 4 này chất lượng âm thanh tốt hơn là GoPro, nghe to và rõ hơn. À, các bạn thấy có đúng như vậy không? Vâng, bây giờ tôi sẽ tìm chỗ để ghé vào và đảo cái camera lên phía đằng trước này cho các bạn xem chất lượng khi mà có mặt người nó như thế nào. Vâng, test video mà mình test trong lúc chạy xe là cực kỳ khó các bạn ha, nó rất khó tại vì nó tốc độ nhanh, có gió và rung lắc nữa. Ok, đây là con Action 4 đấy các bạn ơi. Đó, tôi có gắn một cái mic không dây, mic không dây của Bosa, micro không dây các bạn ạ. Đó, đây. Đó, và qua một cái ngàm kết nối dưới đây, kết nối vào chiếc winner như thế này. Đó. Đây. Vâng, đây là con Action 4 các bạn ơi. Đó, có gắn micro không dây nha. Đó, con này gắn micro nào cũng được hết trơn á. Có dây không dây thì cũng được, cái là chuẩn tai si. Đó, tôi kết nối vào cái chiếc winner này. Đó. Chỉ khoảng độ một găng tay thôi. Đó, và ở trên ngực này tôi có đeo cái micro ở đây. Đó, cái mic ve áo này, cái mic này kết nối với con Action. Đó, kết nối không dây để mình vừa đi đường, mình vừa đàm thoại ha, tương tác với các bạn. Đó. Kết nối với lại con Action này. Ok, get go các bạn ơi. Vâng, những hình ảnh các bạn đang xem là của con Action 4 đang quay cái góc quay là ultra wide siêu rộng các bạn ơi. Đó, ban nãy là các bạn xem là cái góc wide bình thường, còn đây là góc ultra wide. Và điều lý thú là âm thanh các bạn đang nghe là tôi đang đeo cái micro không dây ở đây và đang tương tác, đang đàm thoại trực tiếp với các bạn qua cái màn hình selfie phía trước của con Action 4 này. Vâng, màn hình selfie rất là rõ nét và rất đẹp. Vâng, phía trước là có một bạn fan. Vâng, quá đẹp các bạn ơi, quá đẹp. Thì các bạn thấy rằng là cái góc ultra wide của con này như thế nào, quá là siêu rộng nha. Tôi đang đi trên đại lộ Đông Tây, đại lộ Võ Văn Kiệt, rất là hoành tráng. Vâng, đây là gầm cầu này, gầm cầu Nguyễn Văn Cừ. Đó, và mình vừa đi mình vừa nói chuyện với các bạn.
âm thanh là của cái micro không dây nha. Đó, con Accent DJI này thì nổi tiếng xưa giờ là có cổng tai C vừa để sạc mà vừa có thể kết nối với micro. Bất kỳ micro nào có dây hoặc là không dây mà có giao tiếp tai C thì đều có thể cắm vào để thu âm được. Vâng, do khoảng cách của máy với lại cái miệng của mình hơi xa, đó, tôi có gắn một cái kèn đưa lên phía trước á, và chạy xe ngoài đường thì rất là ồn, cho nên là mình không sử dụng micro thì nói sẽ không ai nghe gì hết. Đó, cho nên là tôi có sử dụng micro không dây các bạn ha. Vâng, một cái ưu điểm cực kỳ mạnh của những cái dòng Accent DJI trong cái vô rồ thì rất là khó khăn khi mà gắn micro. Mình phải mua media mode rồi tùm lum tà la các kiểu thì mới gắn được micro. Còn con này bất cứ micro nào, vâng, nắng lên rồi, rất đẹp. Bất cứ micro nào có dây không dây mà giao tiếp cổng tai C là các bạn kiếm vào là alo được ngay luôn. Vâng, các bạn nghe chất lượng âm thanh thế nào? Có vẻ là hơi bị lớn đúng không? Tại vì tôi dùng cái mic không dây này có chỉnh cái gain lên tới cộng 5 là tối đa thôi. Đấy, và bây giờ mình cũng đang rất là phấn khích, rất là phấn khích, thích thú với con Accent 4 này khi mà mình có thể nói chuyện được bằng micro không dây, cho nên là hơi nói to một chút. Vâng, xưa giờ thì những cái góc quay mà quay ngược như thế này này thì hầu hết các anh em là chỉ là lip câm thôi, lip không có tiếng á. Đó, nhiều người gắn ngược lại chỉ để quay lấy hình thôi chứ không có tiếng. Còn bây giờ thì ở khoảng cách một sải tay như thế này thì các bạn gắn mic một không dây hay có dây thì đều được cả. Mình ngồi trên xe máy thì chỉ cần mua cái mic dài khoảng độ 1 mét, 1 mét rưỡi là thoải mái. Vâng, quá đẹp, góc ân trang quay các bạn ha, góc siêu rộng. Đó, con này nó có cái màn hình phía trước là màn hình cảm ứng luôn, cho nên là mỗi lần mình dừng xe mình thao tác là mình thao tác trực tiếp luôn ở trên màn hình, không cần phải tháo máy ra, không cần phải xoay máy ngược trở lại. Đó, cái màn hình trước mình tương tác rất là tốt. Vâng, không biết là nãy giờ các bạn có để ý là tôi đang nói trực tiếp không ạ? Đang nói trực tiếp khi đang chạy xe ha. Đó, cái miệng đang nhấp nháy này. À, alo, alo, 123, chào các bạn. Đó, thao tác trực tiếp ở trên cái cung đường mình đi thì nó sẽ, nó gọi là phấn khích hơn, thực tế hơn. Đó, gây được nhiều cái cảm xúc hơn trên cái cung đường. Còn mình về nhà, mình biên tập á, mình lồng kính sau á, thì lúc đó là mình bị tụt mút rồi, mình không còn cái cảm xúc nữa. Đó, người xem thì luôn luôn thích những cái âm thanh thực tế. Đó, ngay tại thời điểm đó. Vâng, có một tiếng một cái xe cứu thương ở bên kia đường. Đây là con DJI Accent 4 đây. Đó, tôi có mở cái cổng bên phải ra để lắp cái micro chuẩn tai C đây. Tôi có cắm một cái micro có dây. Đó, micro này hướng và có bông lọc gió này, có dây nha. Đó, bây giờ tôi sẽ nhét nó vào trong túi áo này. Vâng, tôi đã nhét cái micro vào trong túi áo các bạn. Đó, rất là gọn gàng ha. Đó, dây dẫn lên đây, mình gắn cái bông lọc gió là để chạy đường xa gió nó mạnh á, nó không có bị tiếng ù ù của gió các bạn. Nhét luôn. Vâng, những âm thanh mà các bạn đang nghe hiện tại bây giờ là tôi có sử dụng một cái micro có dây, một cái micro định hướng có dây chuẩn tai C. Đó, và mình cắm vào con Accent 4 này. Vâng, trời bây giờ đang sắp mưa, gió khá là mạnh và trời nó âm u rất là xấu á.
các bạn đừng để tâm tới hình ảnh mà hãy nghe âm thanh. Vâng, ban nãy thì tôi có test cái ở góc quay này mà không có dùng micro. Còn bây giờ là mình có cắm micro các bạn. Do tôi không có cái mic ve áo và mình đội nón 3/4, cho nên là tôi lấy cái micro lớn tôi nhét vào trong túi áo luôn. Đó, có dùng một cái bông lọc gió to bằng 3 ngón tay ấy. Đó, mình chùm vào để khi mà mình chạy nhanh hoặc là trời sắp mưa có gió đó thì cái tiếng của mình nó không có bị rè, không có bị xòe xòe, không có bị vỡ. Chỉ có một điểm yếu là cái micro tôi nhét trong túi áo thì nó hơi xa các bạn. Nó cách cái miệng của mình tới 25 cho tới 30 cm lại. Cho nên là hơi xa. Nếu các bạn dùng những cái mic mà gắn vào cái nón 3/4 á, xin lỗi, gắn vào cái nón full face á, thì cái mic nó ngay trước miệng của mình hoặc là nằm ở bên hông má của mình á, thì nó rất là ok. Đó là mic có dây. Còn đây mình để cái mic trong túi áo thì nó hơi xa. Đó, nhưng mà bù lại là cái mic tôi đang sử dụng là mic định hướng. Tức là mình chỉ hướng nào thì nó sẽ thu âm hướng đó. Cho nên nó bớt ồn hơn. Đó, hiện giờ tôi đang cắm ở trong túi áo và chỉ lên trời. Thì những âm thanh nào mà từ túi áo trở lên ấy, thì nó sẽ thu. Đó, mình làm test đơn giản thôi. Nhét mic vào túi áo rồi cắm vào Action 4 để test micro. Vâng, chất lượng video có thể không hay là còn tùy thuộc vào cái khoảng cách và cái giá tiền của micro nữa. Nếu các bạn dùng những cái micro xịn ấy, có dây mà xịn ấy, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó, mục đích của đoạn video này là tôi chỉ mong các bạn hiểu là con Action này, còn những cái dòng camera hành động của Action ấy, thì cái điểm mạnh của nó là nó có cổng Type-C để sạc và mình có thể cắm bất kỳ một cái micro nào vào. Bất kỳ micro nào, mic có dây hoặc mic không dây, miễn sao nó là chuẩn Type-C. Đó là cái camera này nó nhận thôi. Đó là cái mục đích chính của đoạn video này. Đó, còn các bạn dùng GoPro á, thì lâu nay rất là phức tạp. Mình phải dùng một cái Media Mode hoặc là một cái đầu đổi adapter, giá cũng từ 1,5 triệu cho tới 2,5 triệu. À, cắm tới cắm lui lằng nhằng thì nó mới ra được cho mình cái cổng 3.5 analog. Còn đây là cổng C là tín hiệu digital. Đó, tín hiệu digital thì mình chỉnh âm thanh nó dễ hơn. Ok, test âm thanh các bạn ơi. Vâng, nãy giờ mình chạy ngoài đường thì nó ồn quá rồi. Đó, bây giờ tôi dừng xe thử lại. Mình dừng xe lại để không nghe tiếng máy và mình dừng lại ở vỉa hè. Đó, mình test thử một đoạn âm thanh mà có sử dụng micro này. Đó, thì các bạn thấy khi mà mình dừng lại như thế này thì chất lượng âm thanh nó cải thiện rất là nhiều đúng không? Mặc dù là bên ngoài đường xe vẫn đang chạy. Vâng, ở ngoài kia xe vẫn đang chạy rất là ồn. Đó, nhưng mà nếu như mình đang quay phóng sự mà mình đứng ở vỉa hè như thế này mà có sử dụng micro như thế này thì chất lượng thật là hoàn hảo, thật là xịn sò luôn. Nghe rất là rõ và không có nghe những cái tiếng ồn nha. Đó, tôi đang sử dụng mic đây các bạn. Đó, micro có dây ha. Ok, tôi vừa mới dừng xe để chuyển góc quay từ góc wide. Từ góc wide mình chuyển qua cái góc D-Swap. Góc D-Swap là một cái góc rộng giống như là góc wide. Nhưng góc wide thì nhà cửa cây cối ở ngoài rìa đó có thể nó sẽ bị uốn cong. Còn góc D-Swap á, thì nhà cửa cây cối nó sẽ vuốt thẳng lại. Nó sẽ vuốt thẳng lại, không có bị cong nữa. Wow, đẹp quá. Các người mẫu đang đi bên trái các bạn ơi. Quá đẹp.
Vâng, những âm thanh các bạn đang nghe là tôi đang thu âm trực tiếp. Mình không có dùng micro các bạn ha. Ban nãy là mình lắp máy ở trên đây thì tôi có dùng micro. Nhưng mà bây giờ mình đeo chiếc ngực rồi, cho nên là tôi không có dùng micro nữa. Ok, xin phép các bạn tôi đi chậm lại cho các bạn ngắm đoàn xe quảng cáo cái gì đây. TF88 à. Quá đẹp. Vâng, âm thanh ở phía trước có công an các bạn ơi. Đó anh công an này, đẹp trai quá, đeo kính đen. Vâng, âm thanh các bạn đang nghe là tôi đang thu âm trực tiếp từ máy, không có dùng micro các bạn ạ. À. Vâng, nắng buổi sáng này bây giờ là 9 giờ sáng rồi đây. Đó, nắng nhẹ nhẹ, rất là đẹp. Vâng, tắt nắng mất rồi. Đó. Các bạn đang xem hình ảnh của con Action 4 nha. Mới ra vài ngày vào đầu tháng 8 năm 2023. Và đang quay ở góc quay là D-Squad. D-Squad, một góc quay không có làm nhạc ngửa cây cối thì công. Đó. Và âm thanh là đang tường thuật trực tiếp. Âm thanh tôi đang tường thuật trực tiếp khi đang chạy xe và không có dùng micro nha. Nhiều bạn làm vlog nhẹ nhẹ thì không có tiền để mua micro hoặc là vội quá không cắm được ấy. Thì con DJI này mình có thể nói trực tiếp vào đây, nói lớn lớn một chút là âm thanh nghe rất là tốt, nó không có bị ồn như vô rồ đâu. Vâng, những cái con Action 3, Action 4 này có một cái chức năng gọi là cân bằng đường chân trời ấy, rất là hay. Nó gọi là horizon balance ấy. Nó cân bằng đường chân trời. Cho nên là nhiều bạn mà đeo GoPro hay chức năng ấy, nó hay bị nghiêng. Nó nghiêng trái nghiêng phải, rất là xấu, rất là khó chịu. Thì các bạn dùng con Action 4 này thì vô tư cho các bạn máy bị nghiêng thoải mái luôn. Nghiêng trái nghiêng phải ấy, nghiêng chụp run đấy. Nghiêng thoải mái luôn, nhưng mà hình ảnh thì nó vẫn là cân bằng. Cho nên các bạn không phải lo lắng về những chuyện mà mình lắp máy vào mà nó bị nghiêng. Quá tuyệt vời các bạn. Action 4 trang bị một cái góc cam rất là rộng, 155 độ với khẩu độ 2.8. Đó, và cảm biến 1 phần 1.3 inch. Vâng, nó nhỏ hơn con GoPro khá nhiều các bạn ha. Đó, chiều dày thì cũng mỏng hơn một tí xíu, một tí thôi. Đó, nhưng mà chiều cao á thì nó thấp hơn rất là nhiều, chiều ngang thì gần bằng. Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Vâng, những hình ảnh các bạn đang xem là của con camera hành động của hãng DJI. Tên của nó là Osmo Action 4. Vâng, Action 4 vừa mới ra mắt vào đầu tháng 8 năm 2023. Và tôi đang quay 4K 30 phim giây. Và âm thanh các bạn đang nghe là tôi thu trực tiếp từ máy luôn. Thu trực tiếp bằng micro Xenon của con Action 4. Không có sử dụng micro có dây, không sử dụng micro không dây. Vâng, trời bây giờ thì đã là 8 giờ tối, trời đen thui. Ngoài đường xe chạy khá là ồn. Thì các bạn thấy chất lượng âm thanh của con này khi mà mình làm vlog ngoài đường thì sẽ ra sao? Có nghe rõ không? Vâng, con này khả năng quay đêm khá là tốt với khẩu độ 2.8 và ISO có thể lên tới 12.800. Vâng, 12.800 các bạn. GoPro thì chỉ lên được tới 6.400 ISO thôi. Đó, con Action thì nó lên được thêm một tấc nữa.
cảm biến lớn. Vâng, con Action 4 này là đã nâng cảm biến lên 1/1.3 inch, tức là gần inch. Vâng, khu vực này đường khá là tối, chỉ có một chút đèn đường ở bên trên thôi, đèn đường loại nhỏ, và hai bên là không có nhà cửa, khá tối. Tôi đang đeo cái con Action 4 này ở trên cổ áo. Mình sử dụng một cái kẹp giá 50.000 kẹp, cho nên là nó không được chắc chắn lắm đâu. Nó kẹp trên cái cổ áo mà, cho nên nó hơi đung đưa khi mà mình đi qua những cái làn giảm tốc hoặc là những cái nắp cống, thì nó sẽ bị rung, nó bị rung lắc mạnh. Còn mình chạy đường trường thì cái khả năng chống rung của con Action 4 này thì vô đối rồi. Công nghệ chống rung gọi là rock ready. Vâng, cái đoạn này là để test quay đêm nơi low light chiếu sáng các bạn. Bên phải chỉ có một số hàng quán nhỏ ha. Còn bên trái là một cái rừng cỏ đen thui. Vâng, về đánh giá tổng quan về camera hành động mà cái con Action 4 này ấy, thì tôi thích nó ở bởi những điểm sau. Một, giá thành thấp hơn GoPro, thấp hơn rất là nhiều, đó, thấp hơn phải đến 4 triệu đồng và nhiều tính năng hơn, nhiều tính năng hơn, đặc biệt là những cái khả năng về chống rung và gọi là chống nghiêng đường chân trời vân vân, rồi tháo lắp, mình tháo lắp nó có những cái ngàm khớp nam châm vít, những cái ngàm móc rất là đáng tiền, giúp cho thao tác nhanh khi mà mình cần vội. Màn hình cảm ứng cả trước sau. GoPro thì chỉ cảm biến được màn hình cảm ứng ở màn hình sau thôi, còn màn hình trước là không có làm gì được, chỉ để nhìn. Nhưng với Action 4 thì màn hình trước là cảm ứng luôn. Vâng, đoạn này rất tối các bạn ơi, rất tối, rất tối luôn, không có đèn. Thì hết ra đằng sau để khai thác cái góc rộng của máy đó. Những cái đoạn mà đi qua những cái mí cầu như vậy á, thì cái con camera nó bị hất tung lên, hất tung lên và nó rớt xuống. Đó là không phải là do lỗi của máy mà là do lỗi mình lắp đặt, mình lắp đặt chưa được tốt, chưa được chắc chắn đấy. Tại vì mình đi làm hàng ngày và đi tour thì mình cũng đi chậm thôi, 6-7 chục, nên là mình chấp nhận những cái chuyện đó để cái vấn đề thao tác mình lắp trên người ấy, dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Ok các bạn, tôi đang quay ngay cái góc super wide, ultra wide ấy. Vâng, đây là đoạn âm thanh, lời thoại, lời bình tôi thu âm tại nhà các bạn. Thì theo đánh giá của tôi, con này quay đêm cực kỳ đỉnh các bạn ơi, rất là mượt, chống rung cũng đỉnh luôn đó, và rất là sáng luôn. Tôi chạy trên một cung đường là khá là khắc nghiệt, tức là thỉnh thoảng mới có một chút đèn đường thôi, và hai bên là không có nhà cửa gì hết, nhưng mà hình ảnh khá là rõ nét đẹp. Và tôi có linh cảm là nó quay nó sáng, nó đẹp và nó mượt hơn con GoPro ạ, không biết các bạn thấy sao. Vâng. Tiếp theo video này thì tôi sẽ làm một cái video test
cặp chung hai con Goro 11 và con Action 4 này để quay đêm chung với nhau để so sánh như thế nào. Chứ mình quay một mình như thế này thì mình thấy con Action quá đỉnh, quá đẹp các bạn. Vâng, và âm thanh của nó cũng tốt hơn nữa. Đó, nãy giờ là chỉ có mỗi cái đoạn này là tôi thu âm ở nhà thôi nha. Còn toàn bộ video dài 45 phút là toàn là thu âm trực tiếp khi đang chạy xe luôn. Vâng, nếu như các bạn cảm thấy thích thú, thú vị với con camera hành động của DJI, con Action 4 này, thì hãy bấm vào phần mô tả của video. Bên trong có một cái link dẫn tới shop Tokyo Camera. Đó, các bạn bấm vào để cập nhật những cái giá mới nhất và những thông số kỹ thuật của nó và đặt hàng cho mình và con. Vâng, chúc các bạn mau mua được con Action 4 này để hỗ trợ cho công việc hoặc là những chuyến đi phượt của mình. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.